Chào cả nhà, hôm nay phim 4 review xin gửi đến các bạn bộ phim đam mỹ Thái Lan có tựa đề Trường Sinh Bất Tử, tên tiếng Anh là 1000 Year Show. Dâu đi xuống đường thì lòng đau như cắt khi nhìn thấy cái quán huyết heo yêu thích của mình đã dẹp tiệm mất tiêu. Em gái hàng xóm cam sai đi học về mua một bịch canh huyết heo đến cho anh ma cả dùng ăn, gõ cửa mà chả có ma nào trong phòng, em gái đành lê bước mà lên trên sân thượng tìm anh ma. Anh ma cả dòng quyết định chơi lớn, không ai bán canh huyết heo thì mình tự bán rồi tự ăn vậy. Vì thế anh trai quyết định sang luôn cái xe canh huyết heo rồi bưng luôn lên sân thượng chơi. Cam sai hết hồn không hiểu anh cả rồng đem cái xe nước lèo lên sân thượng bằng cách nào, rồi mở quán ai bán, ai nấu. Vun nói muốn thuê cam sai làm việc cho mình, lương trả đúc bồ luôn. Em nghĩ anh ma này sống 900 năm từ thời phong kiến tới giờ, khối tài sản chắc cũng khủng lắm chứ chẳng phải đùa nên mới trả công cho cam sai hậu hĩnh như vậy. Nghe tới tiền thì mắt cam sai sáng rỡ, mắt híp cả lại. À thì ra là do con nhỏ mắt hí cả nhà à, hi hi. Thấy cam sai còn do dự, Vun đành anh ủi, em yên tâm mặc dù anh chưa làm chủ bao giờ, nhưng anh sẽ cố gắng vì một quán canh huyết heo vạn tuế. Thấy anh ma cả rồng quá là nhiệt huyết với cái quán canh huyết heo này, hưởng ứng theo phong trào, dân gian gọi là chó hùa cả nhà mà cam sai gật đầu đồng ý rồi la lớn lên, canh huyết heo vạn tuế. Hai anh em cùng la làng lên để bia cho cái quán, canh huyết heo vạn tuế, chấn động hết cả cái chung cư khiến ai cũng nghe thấy. Rồng nghe tới ba từ canh huyết heo thì háo hức chạy lên sân thượng xem là có chuyện gì. Đến nơi nhìn thấy sự quyết tâm mở quán của Pun và cam sai thì dâu vui lắm. Chúc mừng nhé! Em thụ nhìn anh tóc cứ đeo sợi dây chuyền mà mình tặng miết thì xuyến sao trong lòng, sao cứ đeo hoài vậy cha nội, thích tui rồi hả, biết cỡ nhà cưng. Em thụ này cũng khốn nạn lắm chứ chẳng chơi, ngoài mặt thì tươi cười chúc mừng Pun đã sang nhượng thành công quán canh huyết heo nhưng đằng sau là một âm mưu đen tối. Nghe lời suối bậy của tụi hội UFO, dâu mang cả chùm tỏi cô đơn tặng cho Pun. Đây là quà chúc mừng mở quán của em này mong anh nhận cho. Chắc là để niêm nếm gia vị vào canh huyết heo cũng nên. Cả chùm luôn à, nhìn chùm tỏi cô đơn Lý Sơn mà anh tóp dánh ngang, nhưng mà anh là ma cà rồng ghen lặng nên anh cũng không sợ tỏi luôn em à. Dâu ngơ ngác như con cá thác lác, ôi ma cà rồng giả. Sao thánh giá và tỏi anh ấy đều không sợ. Quê quá, dâu chúc Pun mua mày bán đắt, khách hàng nối đuôi hàng dài xin mua canh huyết heo mà không thèm bán. Cam sai ngơ ngác, cái anh này, quán mở ra chỉ để anh Pun ăn một mình thôi chưa có bán cho ai đâu mà anh chúc đông khách. Dâu ngơ ngác tập 2, nhưng Pun hứa sẽ cho lô ăn ké, nên em thụ vẫn tươi cười vui như hoa, Pun cảm ơn vì món quà quá ý nghĩa nhân ngày khai trương. Dâu ngượng mà đỏ cả mặt, quà này em tặng là để anh ma cả rồng hiện nguyên hình chứ có tốt lành gì mà cảm ơn cơ chứ. Vì phải làm báo cáo về vấn đề đĩa bay, dâu cùng Pun và Cam Sai cùng nhau đến Sufanbury để ngắm đĩa bay và quay phim. Anh hướng dẫn viên cũng nhiệt tình lắm, cái mõ thì lúc nào cũng nói chuyện không ngớt em coi mà còn muốn nhức đầu. Tối đến, sau khi ăn uống no nê và tám chuyện xong cả nhóm cùng nhau ra ngắm thiên văn. Hôm nay lại quan sát được đĩa bay nên dâu có phần phấn khích. Pun thì nói đó là Vimaner, mình đã nhìn thấy trước đây ở vị trí gần hơn thế này nhiều và từ vài trăm năm trước. Nghe Pun hách tuổi đã hơn 900 thì anh hướng dẫn viên kiểu, thằng này có bệnh mà giấu nè. Dâu một lần nữa vui trong lòng lắm vì anh Top đã nghe lời mình mà cắt ngắn bớt cái mái tóc u sầu ma mị của ảnh, sáng sủa rồi này trông cũng đẹp trai phết nhỉ, chỉ tội là mặt hơi nhọn thôi, bành bành ra tí là ok la luôn rồi. Cam sai nấu thử canh huyết heo cho mọi người ăn và góp ý, con bé đúng là sáng dạ mà, làm phụ vụ quán có vài bữa mà nấu quá ư là ngon khiến anh chàng ma cả rồng ăn ngấu nghiến như chưa được ăn bao giờ. Em thụ về edit video, nhìn thấy anh Top xuất hiện là miệng cứ cười miết không thôi, rồi tua tới tua lui để ngắm anh trai cho đã cái nư. Có vẻ như em thụ nhà ta đã va phải con lũy tình yêu rồi đó cả nhà. Chế đã thích thì phải tìm hiểu ra cảnh anh như thế nào. Thế là dâu lên OnlyFans mà tìm kiếm thông tin của Pun, coi anh Top có đăng clip sex nào trên đây không. Mà lạ thay, tìm hoài mà chả có clip, sao bí ẩn vậy nè trời. Đã gõ hết tất cả từ khóa nào là ma cà rồng Pun, chuột chin si, anh động đất, anh cá chép, Nguyễn Tiếng Quân mà chả có thông tin gì của anh ma cà rồng cả. Ôi nản quá đi mà, dâu nằm trên giường mà suy ngẫm vì sao mình quan tâm đến anh Top quá mức như vậy. Từ việc bỏ nhà đến đây ở cho gần Pun, rồi kiến nghị Pun là nhân vật để nhóm Rua EFO nghiên cứu, cho tới cảm giác thân quen khi gặp anh Top lần đầu. Rồi dâu chợt nhớ về ngày xưa, lúc đang thù kem nhưng anh Top không cho để mình khóc thét lên. Nhưng sau đó anh Top lại mua một cây kem mới đến cho, nhìn cây kem có cái đầu hồng hồng chà bá của anh trai là dâu nín khóc ngay và luôn. Đúng là người xưa nói mình dây thì kem to là không có sai mà. Mà dâu đúng là thù kem từ nhỏ á cả nhà, được anh trai cho cây kem to là em ấy nín khóc. Quá trời quá đất với em bót nhi đồng này rồi. Dâu giật mình khi nghĩ Pun và người đàn ông có cây kem hồng đó là cùng một người. Để xác minh sự nghi ngờ của mình, em thụ liền chạy qua phòng mà rủ Pun đi ăn kem để ôn lại kỷ niệm xưa. Dâu sốc toàn tập khi biết Pun chính là người đàn ông năm xưa từng cho mình mút kem. Dâu vẫn bán tín bán nghi về thân phận của Pun, đã ngần ấy năm rồi sao mà còn trẻ măng vậy. Rồi có con ma cả rồng nào tự khoe mình là ma bao giờ. Rồi sao không sợ thánh giá cha nội, ma cà rồng là phải sợ thánh giá chứ. Pun mới thanh minh thanh nga là do mình là ma cà rồng ghen lặng nên không sợ thánh giá, ăn chay nên công đức viên mãn. Bên cạnh đó, sinh ra và lớn lên ở một đất nước Phật giáo nên không sợ thánh giá là chuyện bình thường. Dâu tiếp tục không tin Pun là ma cà rồng, em thụ cứ thế mà hỏi tới ma sao không sợ tắm biển, không sợ tỏi, răng nanh cũng không có. Pun nói do mình ngựa ham làm đẹp, đi niềng răng nên bác sĩ nhổ bà bốn cái răng nanh rồi.
Ông nha sĩ nào ác nhân mà, gia tài thằng nhỏ có 4 cái răng nanh lấy lê với thiên hạ mà nhổ sạch sành sanh rồi làm sao mà thằng nhỏ hút máu được, bởi ăn canh huyết heo trừ máu là có lý do mà. Thấy dâu hơi hoang mang, Pun chơi lớn sẽ nhảy lầu chứng minh mình không chết. U là trời, thấy Pun nhảy lầu mà dâu muốn xón cả ra quần, nó mà chết là mình vô tù chắc, nên em thụ vội chạy tới xem Pun còn sống hay đã chết mà chúng ngay anh ma cả rồng sợ đau cả nhà, nên đâu có dám nhảy lầu, chỉ nhảy xuống lan can hù em thụ chơi thôi. Quá ức chế với anh mà cả rồng này mà. Cam Sai nhìn cái bảng hiệu quán canh huyết heo mà nao lòng, Cam Sai đề nghị mở quán bán thật coi sao. Pun nghe xong thì chửi Cam Sai một chập, ban đầu đã quyết định là chỉ tự nấu tự ăn thôi mà. Dâu nhiều chuyện nghe lén vụ mở quán, chạy tới chửi cho Pun một chập vì cái tội ích kỷ, con nhỏ nấu ngon thế kia mà không biết chia sẻ, dâu ăn một mình, không che mấy được tỏa sáng. Mở quán canh huyết heo là niềm khao khát lớn nhất của Cam Sai anh có biết không? Và tôi cũng thích được tự do ăn canh huyết heo nữa. Pun lại thanh minh thanh nga, mở quán trên này thì trâu với chó nó ăn à. Vừa dứt câu thì bà chủ nhà tự nhiên chạy ra để cô ủng hộ. Công nhận bà này mở hàng đắt ghê vậy đó, bà vừa tới là cả chục người lũ lượt kéo đến ăn canh huyết heo. Vậy là quán canh huyết heo đã có một ngày bán cháy hàng, nhìn mọi người hí hững thì Pun cũng dần dần trong người. Pun sợ hết phần nên đứng dậy đòi được ăn trước, đúng là chủ quán có khác, muốn gì được đó, ngang ngược quá chừng luôn. Cuối cùng dưới sức ép của MBOT và hai bánh bèo đứng kế bên, Pun đành chấp nhận mở quán canh huyết heo bán rộng rãi cho tất cả mọi người. Quán sẽ có tên là Canh huyết heo vạn tuế, tiếng Thái là Tòng lớp mụ tông chơ lơ. Cái tên nghe xến xúa và đam mỹ chết miệng. Vì anh chủ quá ư là bất tài vô dụng chỉ biết ăn và trả tiền lương nên Cam Sai quyết định tuyển thêm người để phụ mình nấu canh huyết heo. Dâu thể hiện tại đây sắp trở thành bà chủ nên cũng ra rẻ tích cực phát tờ rơi tuyển nhân viên mới. Không biết ăn ở như thế nào mà chả có ma nào ứng tuyển. À không, có một anh tóc đỏ đến ứng tuyển mà thôi. Anh tóc đỏ đã xé, gom hết tất cả các tờ rơi nên chả có ma nào đến ứng tuyển cả. Bí quá, đành phỏng vấn luôn chứ làm gì bây giờ. Phỏng vấn bán canh huyết heo mà em tưởng như ứng tuyển giám đốc, phải quay phim làm bằng chứng nữa mới ghê. Anh chàng tóc đỏ tên là Xin, coi bộ cũng hệ té giếng chứ chẳng chơi, ứng tuyển đầu bếp mà chả biết nấu nướng là cái quần què gì hết. Test tay nghề cả buổi trời mà anh tóc đỏ chả nấu được món canh huyết heo, nhưng vì lòng tự trọng của một bánh bèo mới lớn, Cam Sai quyết tâm nhận anh tóc đỏ vào làm trước sự ngỡ ngàng của Pun và dâu. Pun đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, là trời, thì ra là thằng chủ cũ của căn phòng 407 mà bà cô nhiều chuyện kể cho dâu nghe hôm bữa. Mày có nhớ tao không? Tao là ma cà rồng bạn mày nè. Vừa hay, dâu cũng vừa đi tới chào hỏi. Good morning hai anh ma cà rồng. Tên chủ cũ cũng khá đẹp trai á cả nhà và còn nghiện mùi hôi nách của em thụ hơn cả Pun nữa. Ôi sao mùi hương em nồng say. Thấy tình hình không ổn, Pun vội đuổi dâu đi chỗ khác chơi. Đứng một hồi là cái thằng ma cà rồng này nó đè em ra hiếp xong rồi hút máu thì càng nguy. Hai anh ma cà rồng bắt đầu cà khịa lẫn nhau. Hôm nay, dâu về nhà ăn cơm cùng bố và em gái. Đang ăn uống vui vẻ thì Pun tìm đến, vẫn phong cách BD như mọi ngày. Ra đường sợ nắng ăn ra nên bịt kính cả người kèm cây dù bày mau nữa mới chịu. Bố của dâu là một người rất cởi mở, vui vẻ chào đón và mời Pun ăn cơm. Nhưng mà ma cà rồng đâu biết ăn cơm chỉ ăn canh huyết heo thôi, nên anh chàng ngồi yên như bụt, còn khoe với bố vợ tương lai, còn là ma cà rồng chính hiệu đó ạ. Ông bố vợ có vẻ vui lắm vì có thằng con dễ tính thích đùa y như mình, ma cà rồng à. Vui quá đi. Dâu hỏi Pun vì sao biết nhà mình ở đâu mà đi tìm hay vậy. Vì mùi hôi nách của em nặng mùi quá đó nên anh đi theo mùi hương của em là tới nhà. Ôi anh là ma cà rồng hay ma chó mà đánh hơi y như mấy con Kiki nhà em nuôi vậy anh. À thì ra Pun lo lắng cho dâu sẽ bị tên ma cà rồng lúc nãy bám theo hút máu nên cố tình đi theo em thụ để bảo vệ. Sao mà tình cảm quá thế không biết. Tình cảm thì tình cảm nhưng giữa chén, phơi đồ thì em tự phơi anh không có phụ đâu à nha. Anh tóc đỏ được sự huấn luyện nhiệt tình từ Cam Sai thì ngày đêm khổ luyện quyết nấu được canh huyết heo thì mới thôi. Mặc dù vậy Pun vẫn chê là canh chưa ổn lắm đâu, cần phải tu luyện thêm. Dâu đang lơ tơ ngơ đi học về một mình thì bị tên ma cà rồng đẹp trai chặng đường nắm tay làm quen rồi xin hủy nách. Tán tỉnh em thụ chưa thành thì Pun đến phá đám, coi có bực không chứ. Hai anh top canh xỉ bo với nhau vì một em thụ, xíu nữa là động tay động chân với nhau rồi. Thôi em đi về trước đi, anh có chuyện muốn nói với Song Trai. Bà cô nhiều chuyện mê thằng ma cà rồng Song Trai từ chiều tới giờ, sợ dâu sẽ là người bị hại tiếp theo nên cô ấy vội lôi dâu ra sau hè mà báo hung tin. Thằng đó là thằng giết người phòng 407 mà cô đã kể với con đó. Về phòng, dâu ám ảnh tên Song Trai mà không dám ngủ, vội nhìn lén qua phòng 407 coi có gì lạ, không nào ngờ bị Pun phát hiện. Hình như Pun cũng lo sợ dâu có chuyện nên tình nguyện qua phòng em thụ mà canh tre mới ngủ cho tới sáng. U là trời, anh canh cho tôi ngủ mà anh ngủ còn con hơn tôi nữa. Vậy là canh giữ chưa hả anh Top? Em thụ sáng ra là ngứa tay ngứa chân mà mò vu anh Top. U là trời, ngực có vết hằng của cây thánh giá luôn rồi nè. Dâu thấy hơi ấy náy vì cây thánh giá là của mình tặng, anh Top cứ đeo suốt nên thành ra như vậy. Đang định mò víu anh Top tiếp thì con mèo la, meo lên một tiếng làm dâu hú hồn hú vía. Pun cũng thức giấc vì tiếng la hết hồn của dâu. Anh tóc đỏ lại mang canh huyết heo đến cho Pun ăn thử. Pun ăn thì khen ngon hỏi dâu là mua ở đâu. Là anh xin nấu đó cha nội, hở chút là đi mua làm như dư tiền lắm. Đầu bếp đã có, giờ set up chuẩn bị khai trương thôi nào.
nhưng mà phải đi chùa làm công quả xin lộc mua mày bán đắt có được không nào? Không biết ma cà rồng có vào chùa được không vậy? À thì ra đây lại là một phép thử xem Pun có phải là ma cà rồng hay không của nhóm ZFO á cả nhà. Em thụ này quá trời quá đất mà. Ok anh chấp hết, đi chùa thôi mà. Tu tập một hồi thì anh ma cà rồng than đói, phải ăn một tô huyết heo thật to mới có sức tu tiếp. U là trời, anh đang ở trong chùa đó anh trai, chỗ người ta ăn chay, cấm sát sanh mà anh cứ đòi ăn canh huyết heo, nghiệp dữ lắm à nha. Vậy mà cả đám đi theo cùng giơ tay ủng hộ anh chàng nữa mới ghê. Cả nhóm cùng vào bếp nhà chùa mà làm món huyết xào giá hệ để ăn, mà em không hiểu trong chùa làm gì có sẵn huyết heo để anh đầu đỏ xào thế không biết. Ăn no xong thì tiếp tục tu hú vào ngày hôm sau. Dâu kêu Pun nếu có dị ứng thì bỏ cây thánh giá ra đi, không cần phải đeo suốt như thế kia đâu. Pun nói quà của em tặng tôi rất thích, sao mà dị ứng được cơ chú. Em thụ nghe mà mát cả ruột gan, ôi sao cái miệng anh nó ngọt như mía lùi thế kia chứ, em tan chảy rồi đây này. Dâu khai thật về sự hoài nghi của mình, hay là tôi tin anh Pun là ma cà rồng thật y như là tôi tin có người ngoài hành tinh vậy nhỉ, câu chuyện ma cà rồng và canh huyết heo. Nhìn nụ cười cùng nét mặt ngây ngô kèm chút bướng bỉnh của dâu mà Pun muốn tan chảy với em thụ này, kiểu này chắc sẽ sớm đè em ấy ra mà hấp diêm thôi, dạo dực quá đi mất. Cặp đôi tiếp tục thả cơm chó cho khán giả coi, em xem mà thấy hai anh chàng này đẹp đôi với nhau ghê vậy đó. Cùng nhau mở quán canh huyết heo nhé, tòng lớt mụ tông chơ lơ, tòng lớt mụ tông chơ lơ. Rồi ngày khai trương cũng đã tới, cả nhóm ăn bận lòe loẹt hồi hộp chờ đợi xem vị khách đầu tiên khai trương quán là ai, xui xui bán ế là đốt phong long chết bà mày luôn. Tập 3 và 4 phim Trường Sinh Bất Tử đã hết, mọi người like và theo dõi kênh để đón xem tập 5-6 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.